tác Bổ Nguyện, quyển trung, danh hiệu của địa ngục. Phẩm thứ năm, Phổ Hiền hỏi. Lúc đó, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, xin Ngài vì trời, rồng, bát bộ và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ báo của những hạng chúng sanh bị tội khổ ở trong quả ta bà cùng diêm phù đề này, và nói những sự quả báo không lành làm cho chúng sanh trong thời mật pháp sau này biết rõ những quả báo đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thưa nhân giả, nay tôi nương thọ thần của Đức Phật cùng oai lực của Ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội báo và ác báo. Danh hiệu của địa ngục. Thưa nhân giả, phương đông của Diêm Phù Đề có dãy núi tên là Thiết Phi. Dãy núi đó tối thẳm không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng. Trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Giác, lại có địa ngục tên là Đà Á Tỳ, lại có địa ngục tên là Tứ Giác, lại có địa ngục tên là Phi Đao, lại có địa ngục tên là Hỏa Tiễn, lại có địa ngục tên là Giáp Sơn, lại có địa ngục tên là Thông Thương, lại có địa ngục tên là Thiết Sa, lại có địa ngục tên là Thiết Sản, lại có địa ngục tên là Thiết Ương, lại có địa ngục tên là Thiết Y, lại có địa ngục tên là Thiên Nhẫn, lại có địa ngục tên là Thiết Lư, lại có địa ngục tên là Dương Đồng, lại có địa ngục tên là Bảo Trụ, lại có địa ngục tên là Lưu Hỏa, lại có địa ngục tên là Canh Thiệp, lại có địa ngục tên là Tọa Thủ, lại có địa ngục tên là Thiêu Cước, lại có địa ngục tên là Đạm Nhãn, lại có địa ngục tên là Thiết Hoàng, lại có địa ngục tên là Chánh Luận, lại có địa ngục tên là Thiết Thù, lại có địa ngục tên là Đa Xăng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, trong dãy núi Thiết Vi có những địa ngục lớn như thế, số nhiều vô hạn, lại có những địa ngục, lại có địa ngục là Cứu Oán, địa ngục Bạc Thiệt, địa ngục Phẫn Miếu, địa ngục Đồng Tỏa, địa ngục Hỏa Tượng, địa ngục Hỏa Cẩu, địa ngục Hỏa Mã, địa ngục Hỏa Ngưu, địa ngục Hỏa Sơn, địa ngục Hỏa Thạch, địa ngục Hỏa Sàng, địa ngục Hỏa Lương, địa ngục Hỏa Ưng, địa ngục Cứ Nha, địa ngục Bát Bì, địa ngục Ẩm Huyết, địa ngục Thiên Thủ, địa ngục Thiên Cước, địa ngục đạo thích, địa ngục Hỏa Ốc, địa ngục Thiết Ốc, địa ngục Hỏa Lan. Những địa ngục như thế, trong mỗi ngục lớn là có những ngục nhỏ, hoặc 1, hoặc 2, hoặc 3, hoặc 4, nhận đến 100.000 trong số danh hiệu đều chẳng đồng đều nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, đó đều là do chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề làm những điều ác mà tùy nghiệp chiêu cảm ra những địa ngục như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di và có thể sau dừng biển cả, có thể ngăn đạo thánh. Vì thế, chúng sanh chớ khinh điều quá nhỏ, cho là không tội, sau khi chết đều có quả báo, giàu đến mãi muốn đều phải chịu lấy. Chí thân như cha với con, mỗi người đều theo nghiệp của mình mà đi khác đường, giàu có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Nay tôi nương oai lực của Đức Phật mà nói sơ lược những tội báo nơi địa ngục, trong mong nhân giả tạng nghe lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: Giàu từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ác đạo rồi, nhưng tôi muốn nhân giả nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho tất cả chúng sanh có tâm hạnh ác trong đời mạt pháp sau này nghe được lời dạy của nhân giả mà biết quy hướng về pháp của Phật. Tội báo trong địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, những sự tội báo trong tội chốn địa ngục như vậy: hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra mà cho trâu cài lên đó, hoặc có địa ngục moi tim người tội để cho quỷ dạ xoa ăn, hoặc có địa ngục vặt dầu sâu sùng sục nấu thân người tội, hoặc có địa ngục đốt cục đồng cháy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục từng bừng lửa lớn bay tấp vào người tội, hoặc có địa ngục toàn là cả thầu băng giá, hoặc có địa ngục đầy vô hạn là đồ phẳng thiểu, hoặc có địa ngục là lao gai trong sách, hoặc có địa ngục là đâm nhiều giáo lửa, hoặc có địa ngục chỉ đập vai lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt tay chân, hoặc có địa ngục cho rắn sắt uống cắn, hoặc có địa ngục là xua đuổi chó sắt, hoặc có địa ngục là đóng ếch tựa sắt. Nhân giả, những quả báo như thế trong mỗi ngục có 100.000 khí cụ để hành hình, đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Bốn loại khí cụ này là do các hạnh nghiệp quấy ác của chúng sanh mà cảm vời ra. Nếu tôi thuộc rõ cả những sự việc về tội báo ở địa ngục, ở trong mỗi ngục lại có 100.000 thứ khổ sở, huống chi là nhiều ngục. Nay tôi nương sức oai thần của Đức Phật và vì nhân giả hỏi mà nói sơ lược như thế, nếu nói rõ cả thời cùng kiếp nói cũng không hết. Như Lai Tán Tháng, phẩm thứ 6. Phật phóng quang chẳng bảo. Lúc đó
Khắp thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn soi khắp đến trăm nghìn luân ức hằng hà xa cõi nước của chư Phật. Trong ánh sáng đó vang ra tiếng lớn bảo khắp cả nước, các cõi nước của chư Phật rằng: tất cả hàng đại Bồ Tát và hàng trời, rồng, quỷ, thần, lóng nga, hôm nay ta khen ngợi rao bài những sự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong mười phương thế giới, hiện ra sức từ bi, oai thần không thể nghĩ bàn để cứu giúp tất cả nỗi khổ trong chúng sanh. Sau khi ta diệt độ thời hàng Bồ Tát Đại Sĩ, các ông cùng với hàng trời, rồng, quỷ, thần nên dùng nhiều phương trước để giữ gìn kinh này, làm cho tất cả loại chúng sinh đều khỏi tất cả sự khổ và chứng cảnh vui niết bàn. Phổ Quảng Thư Thỉnh nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: nay con nghe Đức Thế Tôn ngợi khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát có đức oai thần rộng lớn không thể nghĩ bàn như thế, trong mong Đức Như Lai lại về những chúng sanh trong thời mật pháp sau này mà tiếng nói sự nhân quả của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời người, làm cho hàng trời rồng, Bắc Bộ và chúng sanh trong đời sau vâng lời của Đức Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Phổ Quảng Bồ Tát cùng trong tới chúng sanh rằng: lóng nghe, ta sẽ vì các ông nói lược về những sự phước đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho người cùng trời. Ngài Phổ Quảng bạch Phật rằng: vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin ham muốn nghe. Phật dạy sự lợi ích. Đức Phật bảo Ngài Phổ Quảng Bồ Tát: trong đời sau, như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nghe được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc chắp tay, hoặc ngợi khen, hoặc đảnh lễ, hoặc luyến mộ, người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Này Phổ Quảng, như có kẻ thiện nam hay thiện nữ nào, hoặc là họa vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chừng một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, người đó sẽ được sanh lên cõi trời Đao Lợi 100 lần, không còn phải bị sa đọa vào ác đạo nữa. Ví dầu ngày kia phước trời đã hết mà sanh xuống nhân gian thì vẫn làm vị quốc vương không hề mắc sự lợi lớn. Khỏi nữ thân. Như có người nữ nào nhàm chán thân gái, hết lòng cúng dường tượng vẽ của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và những tượng được cắt bằng đất, đá, keo, sơn, đồng, sắt, ngày ngày thường đem hoa, hương, đồ ăn, đồ uống, y phục, gấm lụa, tràng phan, tiền bạc, vật báu, cúng dường, như thế mãi không thôi. Người thiện nữ đó sau khi mãn một thân gái hiện tại, thời đến trăm nghìn muôn kiếp không còn sanh vào cõi nước có người nữ, huống nữa là thọ thân gái. Trừ khi vì lòng từ phát nguyện cần phải thọ thân gái để độ chúng sanh. Nhưng nơi phước cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và sức công đức đó, trong trăm nghìn muôn kiếp chẳng còn phải thọ thân người nữ lại nữa, thân xinh đẹp lại nữa. Này Phổ Quảng Bồ Tát, nếu có người nữ nào chán thân xấu xí và người bệnh tật, đến nơi trước tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát chí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ chừng trong khoảng một bữa ăn, người nữ đó trong nghìn vạn kiếp thọ sanh thân hình tướng mạo xinh đẹp không có bệnh tật. Người nữ xấu xí đó nếu không nhàm thân gái, thời trăm nghìn muôn ức đời thường làm con nhà vua cho đến đời vương phi, dòng dõi nhà quan lớn cùng các con gái vị đại trưởng giả, tướng mạo đoan trang xinh đẹp. Do vì có lòng chí thành chiêm ngưỡng đảnh lễ thần tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà đặng phước như thế. Quỷ thần hộ vệ. Lại nữa, này Phổ Quảng, như có người thiện nam, người thiện nữ nào có thể đối trước tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà trổ lên các thứ kỹ nhạc ngâm ca, khen ngợi, dùng hương hoa cúng dường cho đến khuyến hóa một người hay lập nhiều người, những hạng người đó ở trong đời hiện tại cũng cùng thổ vị lái sau thường được trong nghìn vị quỷ thần ngày đêm thê hộ vệ, còn không cho những việc không dự đến tay người đó, huống là để người đó phải chịu tai vạ bất ngờ, khinh chê mắc tội. Lại nữa, này Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau như có người ác và ác thần, ác quỷ nào thấy kẻ thiện nam cùng người thiện nữ quy y cung kính cúng dường ngợi khen chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà vọng sanh khinh chê, là không có công đức cũng không có sự lợi ích, hoặc nhăn răng ra cười, hoặc chê sau lưng, hoặc hay là chê trước mặt, hay khuyên bảo người khác cùng chê, hoặc khuyên bảo một người cùng chê hay nhiều người cùng chê, cho đến sinh lòng chê ba trong chừng một niệm. Thời những kẻ như thế sau khi một niệm Đức Phật trong hiền kiếp nhặt gì cả thì bị tội báo khinh chê, nên còn ở trong địa ngục A Tỳ chịu khổ rất nặng. Qua khỏi hiền kiếp này mới được thọ nhận ngạ quỷ, rồi mãi đến một nghìn kiếp sau mới thọ thân làm súc sinh, gọi là trải qua thêm một nghìn kiếp nữa thì mới đặng sanh làm người. Giàu được làm người nhưng ở hạng bằng cùng, hạng hạ tật nguyền
hay thiếu sức hay bị những nghiệp ác ràng buộc vào thân, không bao lâu sẽ sa đọa vào ác đạo nữa. Này phổ quản, khinh chê người khác cúng dường mà còn mắc phải tội báo xấu khổ như thế, huống chi là sự sanh ác kiến mà khinh chê phá diệt tiêu tội chướng. Lại nữa, này phổ quản Bồ Tát, trong đời sau như có người nam người nữ nào đau nằm liệt mãi trên giường gối, cầu sống hay muốn chết đều không được, hoặc đêm nằm chiêm bao thấy quỷ dữ, cho đến kẻ thân người thích trong nhà, hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm, hoặc bị thấy bị bóng đè hoặc với quỷ thần cùng đi, trải qua nhiều tháng nhiều năm đến nỗi thành bệnh, đến nỗi thì thành bệnh lao bệnh bại, trong giấc ngủ kêu réo thê thảm sầu khổ, đây đều bị nơi nghiệp đạo luôn luận đối, chưa biết định là khinh hay là trọng, nên hoặc là khó hay là chết, hoặc là khó lành. Mắt phàm tục của cả nam người nữ không thể biện rõ được việc đó, chỉ phải nên đốt trước tượng của chư Phật Bồ Tát to tiếng mà đọc kinh này một biến, hoặc lấy những món vật riêng của người bệnh hay ưa thích, hay ưa thường ưa tiếc, như là đồ y, đồ quý báu, nhà cửa, ruộng vườn, đốt trước mặt người bệnh cắt tiếng lớn mà sướng lên rằng: chúng tôi tên đó, họ đó, nay vì người bệnh này mà đứng trước kinh tượng, đem những vật báu này, hoặc cúng dường lên kinh tượng, hoặc tạo hình tượng của Phật Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc sắp đèn dầu, thắp cúng, hoặc cúng vào của thường trụ, xướng tên như vậy 3 lần để cho người bệnh được nghe biết. Giả sử như thần thức của người bệnh đã phân tán, hoặc hơi thở đã giúp thời, hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày cho đến 7 ngày, cứ lớn tiếng xướng bạch như trang và lớn tiếng tụng kinh này. Sau khi người bệnh đó mạng chung, thời giàu cho trước có tội vạ nặng như mấy đến 5 tội vô gián cũng được thoát khỏi, thọ sanh vào những được thọ sanh đau cũng thường nhớ được, để nhớ đến việc của đời trước. Huống nữa là người thiện nam người thiện nữ nào tự biên chép kinh này, hoặc bảo người biên chép, hoặc tự mình đắp vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng của Bồ Tát, cho đến bảo người khắc vẽ đắp, người đó thọ quả báo chắc đặng nhiều lợi lớn. Này phổ quản Bồ Tát, vì thế nếu ông thấy có người nào đọc tụng kinh này cho đến chỉ trong một niệm ngữ khen kinh này, hoặc có lòng cung kính đối với kinh, thời ông cần phải dùng 100.000 phương trước khiến hóa người đó phát lòng siêng năng, chứ đừng thấu thấp, thời có thể 100.000 muôn ức công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vị lai. Siêu độ vong linh. Lại nữa, này phổ quản Bồ Tát, như những chúng sinh ở đời sau, hoặc trong giấc ngủ, hoặc trong chiêm bao, thấy các hạng quỷ thần nhắm đến các hình lạ, hoặc buồn bã, hoặc khóc lóc, hoặc rầu rĩ, hoặc than thở, hoặc sợ hãi, hoặc hãi hùng, điều đó là vì hoặc cha mẹ, con em, hoặc chồng vợ, hoặc quyến thuộc trong 1 đời, 10 đời, 200 đời, 1000 đời về thuở quá khứ bị đọa lạc vào ác đạo, chưa được ra khỏi, không biết trông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt nỗi khổ não, nên mới vị mách bảo với người có tình cốt nhục trong đời trước, cầu mong là phương tiện gì để hầu thoát khỏi ác đạo. Này phổ quản, ông nên dùng sức oai thần khiến hàng quyến thuộc đó đối trước hình tượng của chư Phật, chư Bồ Tát, chí tâm đọc kinh này, hoặc thỉnh người khác đọc đủ số 3 biến hoặc là 7 biến. Như vậy, kẻ quyến thuộc đương mắc trong ác đạo kia nghe tiếng tụng kinh đủ số mấy biến đó xong sẽ được đặng thoát giải thoát, cho đến trong mơ ngủ cũng không còn thấy hiện về nữa. Quả nô lệ. Lại nữa, này phổ quản, như đời sau có những người hạ tiện, hoặc là tớ trai, hoặc tớ gái, nhận đến những kẻ không được có quyền tự do, rõ biết là do tội nghiệp của đời trước gây ra, cần phải sám hối đó, thời nên chí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi trong 7 ngày niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát dù trong 1 muôn biến. Những người trên đó sau khi mãn báo thân hạ tiện ở hiện đời, trong nghìn muôn đời về sau thường sanh vào bậc tôn quý, chẳng không bao giờ còn phải sa đọa vào 3 đường ác khổ nữa, sanh con dễ nuôi. Lại vậy nữa, phổ quản Bồ Tát, về trong thời thuở sau này, nơi cõi Diêm Phù Đề, trong hàng sắc đế lợi, Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ, tất cả các hạng người và những dân tộc dòng họ khác, như có người nào mới sinh đẻ, hoặc con trai hoặc là con gái, nội trong 7 ngày, sớm vì đứa trẻ mới sinh ra đó mà tụng kinh điển không thể nghĩ bàn này, lại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát 1 muôn biến,
Được vậy, thời đứa trẻ hoặc là trai hoặc là gái đó mới được sinh ra, nếu đời trước nó gây ra tội và chi cũng đậm tất cả, nó sẽ ăn ổn, vui vẻ, dễ nuôi, lại thêm được sống lâu. Còn như nó là đứa được nuôi suốt được mà thọ sanh, thời nó lại càng an vui hơn, cùng sống lâu hơn nữa. Ngày thập trai thuận kinh được phước. Lại về nữa, này phổ quản, trong mỗi tháng, những ngày mùng 1, mùng 8, 14, ngày rằm 18, 23, 24, 28, 29 và 30, 10 ngày trên đó là những ngày mà các áp nghiệp tổ các nhóm lại để định là nặng hay là nhẹ. Tất cả những cử chỉ, động niệm của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề không có điều gì không phải là tội lỗi, huống nữa là những kẻ buôn lung giết hại, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ trăm điều tội lỗi. Về đời sau, nếu có chúng sanh nào trong 10 ngày trai kể trên đây mà có thể đối trước hình tượng của chư Phật Bồ Tát Hiền Thánh để đọc tụng kinh này trong một biến, thời chung quanh chỗ đó sẽ có bốn hướng đông tây nam bắc, trong khoảng 100 giờ tuần không có xảy ra những việc tai nạn. Còn chính nhà cửa con người đó ở tất cả những người hoặc già hoặc trẻ hiện tại và vị lai đến trăm nghìn năm xa khỏi để ra khỏi hẳn các ác đường ác đạo. Trong 10 ngày trai trên đây, nếu có mỗi ngày tụng một biến kinh này, thời trong đời hiện tại hay làm cho người trong nhà không phải bắt thức bệnh tật bất ngờ, đồ ăn uống dư dật. Này phổ quản, vì thế nên biết ngài Địa Tạng Bồ Tát bất khả thuyết trong nghìn muôn ức những sự oai thần lực, nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thế. Chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề này có nhân duyên lớn với ngài Địa Tạng Giả Sĩ. Nếu những chúng sanh đó nghe được danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát hoặc thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát cho đến ngay chừng 3 chữ hay 5 chữ trong kinh này, hoặc một bài kệ, một câu cũng thời, người đó được hưởng sự an vui lạ thường trong đời hiện tại. Trong nghìn muôn đời về vị lai thường được thác sanh vào con nhà tôn quý, thân hình xinh đẹp. Danh hiệu của kinh. Khi ngay Đức Phật Như Lai truyền bài ngợi khen ngài Địa Tạng Đại Sĩ xong, ngài Phổ Quản Bồ Tát liền quỳ xuống chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, từ lâu con đã biết rõ vị đại sĩ này có thần lực cùng đại nguyện lực không thể nghĩ bàn như thế rồi. Song nay vì muốn những chúng sanh trong đời sau mà rõ biết các sự lợi ích đó, nên con mới bạch hỏi cùng Đức Như Lai. Vâng, con xin cung kính tin nhận lời Phật dạy. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì và định cho con lưu bố như thế nào? Đức Phật bảo ngài Địa Phổ Quản, kinh này có 3 danh hiệu, một là Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh Kinh. Đây là tên thứ hai, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Thệ Lực Kinh, đây là tên thứ ba. Do vì ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thời kiếp lâu xa đến nay phát nguyện rộng lớn làm lợi ích cho chúng sanh, cho nên các ông phải đúng theo tâm nguyện mà lưu hành truyền bá kinh này. Nghe Đức Phật dạy xong, ngài Phổ Quản Bồ Tát tiên chịu, chắp tay cung kính lễ Phật mà lui ra. Lợi ích cả kẻ còn người mất. Phần thứ bảy, khuyên tu thánh đạo. Lúc đó, ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch chủ Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong cõi Diêm Phù, sanh tâm động niệm không chỉ là chẳng phải tội. Nếu gặp những việc về pháp sự lợi lành, phần nhiều thối thất tâm tốt ban đầu, còn khi gặp duyên sự báo ác chẳng lành lại lần lần thêm lớn. Những hạng người trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong bùn lầy, càng nặng thêm lần, càng khốn đốn thêm lần, chân đạp lún lún sâu. Những người đó học gặp hàng thiện tri thức, đội dùm đá bớt cho hoặc là đội dùm hết cả, vì hàng thiện tri thức đó có sức rất khỏe mạnh, lại dìu đỡ những người ấy, khuyên gắng làm cho người ấy mạnh chân lên. Nếu khi ra khỏi bùn lầy đến chỗ đất bằng phẳng rồi, thì chẳng cần phải xét nghĩ con đường hiểm sông đấy nữa, đừng đi vào con đường đó nữa. Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh quen làm thói ác bắt đầu từ mày muốn đến lần lần nhiều vô lượng, đến khi những chúng sanh quen theo thói chẳng lành ấy sắp sửa mạng chung, thời cha mẹ cùng thân quyến vì người đó mà tu tạo phước lành để giúp tiền đồ cho người đó, hoặc treo phan lộng và thắp đèn dầu, hoặc chuyển đọc cho non kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng hình tượng của các vị thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật Bồ Tát cùng Bích Chi Phật, làm cho một danh hiệu thấu vào lỗ tai của người sắp mạng chung, hoặc là nơi bổn thức nghe biết. Cứ theo nghiệp ác của người đó đã gây tạo, suy tính đến quả báo, thời đáng lẽ người đó phải bị đọa vào ác đạo. Song nhờ thân quyến vì người đó mà tu nhân lên duyên thánh đạo, cho nên các điều đạo ác của người đó thảy đều tiêu sạch. Sau khi người ấy đã chết, lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thời có thể làm cho người chết đó khỏi hẳn chốn ác đạo, được sanh lên cõi trời hoặc sanh vào cõi người, được hưởng lấy nhiều sự vui sướng.
mà cả thân quyết hiện tại đó cũng được vô lượng điều lợi ích. Vì lẽ trên đó nên con nay con đối trước Đức Phật Thế Tôn cùng với hàng trời rồng tám bộ chúng, người với phi nhân, mà có lời khuyên bảo những chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù. Ngày Lâm Chung, kẻ thân thuộc phải cẩn thận chớ có giết hại hay chớ tạo nghiệp duyên chẳng lành, cũng đừng có tế lễ quỷ thần cầu cúng ma quái. Vì sao thế? Vì việc giết hại cho đến việc tế lễ đó không có một mãi muốn chi lợi ích cho người chết cả, chỉ có cách thêm tội duyên cho người đó, làm cho càng thêm sâu nặng hơn thôi. Giả sử người chết đó hoặc là đời trước hay đời hiện tại vừa rồi đã chứng đạt thành thánh quả, sẽ sanh vào cõi trời cõi người, nhưng vì lúc lâm chung hàng thân thuộc gây tạo những nghiệp thân không lành, làm cho người chết đã phải ương lụy, phải đối biện trọng sanh và chốn lành. Huống gì là người kia chết lúc sanh tiền chưa từng làm được một chút phước lành hay tê rượu ác nghiệp của họ mà gây ra, mà tự phải xa đọa vào ác đạo. Hàng thân thuộc nỡ nào làm cho tội nghiệp của người ấy càng nặng thêm. Cũng ví như có người từ xứ xa đến, tuyệt lương thực đã 3 ngày, đồ vật của người đó mang vác nặng hơn 100 cân, bỗng gặp một kẻ lân cận lại gửi thêm ít đồ nữa, vì vậy mà người xa xứ đó càng khốn khổ nặng nề thêm. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét những chúng sanh trong cõi Diêm Phù đệ, ở nơi trong giáo pháp của Phật, nếu có thể làm việc phước lành cho đến chừng bằng một sữa lâm, một giọt nước, một cục cát, một mảy bụi, thì tất cả chúng sanh đó đều được lợi ích cả. Trưởng giả bạch hỏi, khi ngài Địa Tạng nói lời như thế xong, trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Ông trưởng giả này từ lâu đã chứng quả vô sanh hiện thân, trưởng giả để hóa độ chúng sanh trong 10 phương. Ông chắp tay cung kính và thưa hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, trong cõi Nam Diêm Phù Đề có chúng sanh nào sau khi mạng chung mà hạ quyến thuộc hoặc kẻ lớn người nhỏ vì người chết đó mà tu tạo các công đức cho đến thiết tra cúng dường, làm những phước lành, thời người chết đó có đạt được lợi ích lớn cùng đặng giải thoát chăng? Kẻ còn người mất đều được lợi. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Này ông trưởng giả, nay tôi vì tất cả chúng sanh trong hiện tại cùng đời thổ vị lai sau, nương nơi ơi thần của Đức Thập mà nói lược về việc đó. Này ông trưởng giả, những chúng sanh ở hiện tại hay vị lai, lúc sắc mạng chung mà nghe đặng được danh hiệu của một Đức Phật hay một danh hiệu của một vị Bồ Tát hay danh hiệu của một vị Địa Tích Chi Phật, thời không luận đó có tội hay không tội đều được giải thoát cả. Như có người nam cùng người nữ nào lúc sanh tiền không lâu tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội ác, sau khi mạng chung hàng quyến thuộc, kẻ lớn, người nhỏ, vì người chết mà tu tạo phước lớn, làm tất cả những việc về thánh đạo, thời trong 7 phần công đức người chết nhờ được 1 phần, còn 6 phần công đức còn lại thì thuộc về người thân quyến hiện lo tu tạo đó. Bởi vì có trên đây nên những người thiện nam cùng những người thiện nữ hiện tại và vị lai nghe lời nói đó cố gắng mà tu hành, đặng hưởng trọn phần công đức. Con quỷ dữ vô thường kia không hẹn mà đến, thần hồn vớ vẩn mịt mờ chưa rõ là tội hay là phước, trong 49 ngày như ngay như điếc tại các ti sở để biện luận về nghiệp quả. Khi thẩm định xong thì thời có y theo nghiệp mà thẩm lấy quả báo. Trong lúc mà chưa biết chắc ra làm sao đó, thời đã nghìn muôn sầu khổ, huống chi là bị đọa vào ác đạo. Thần hồn của người chết đó khi chưa được thọ sanh, ở trong 49 ngày luôn luôn trong ngóng về hàng cốt nhục thân quý của mình tu tạo phước lành để cứu phước cho. Trong khoảng 49 ngày đó, thời cứ theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Người chết đó nếu là người có tội trong thời trải qua trong hàng nghìn năm không có ngày nào được thoát khỏi, còn nếu là kẻ phạm tội năm tội vô gián, thời phải đọa vào đại địa ngục chịu mãi những sự đau khổ trong nghìn kiếp muôn kiếp. Lại về nữa, này ông trưởng giả, sau khi những chúng sanh gây phạm tội nghiệp như thế, lúc mạng chung hàng cốt nhục thân quyến có làm trai để giúp thêm phước cho người chết, thời khi sắm sửa rồi cùng trong lúc đương làm, chớ có đem nước gạo lá rau đổ vãi ra nơi đất, cho đến các thứ đồ ăn chưa dâng cúng cho chư Phật chư tăng, thời chẳng được ăn trước. Nếu như ăn trái phép và không được tinh sạch kỹ lưỡng, thời người chết đó chọn không được mảy phước nào cả. Nếu có thể kỹ lưỡng giữ gìn tinh sạch đem dâng cúng cho Phật tăng, thời trong 7 phần công đức người chết hưởng được 1 phần. Mẹ ông trưởng giả, vì thế nên những chúng sanh trong cõi Diêm Phù, sau khi cha mẹ hay người thân quyến chết, nếu có thể nằm trai cúng dường, chí tâm cầu khẩn thời những người đó, thì thời những người như thế, kẻ còn người mất đều được đặng lợi ích cả. Lúc ngài Địa Tạng nói lời này, tại cung trời Đa Lợi, có số nghìn muôn ức Na Do Tha quỷ thần cõi Diêm Phù Đề đều phát tâm bồ đề vô lượng.
Ông trưởng giả đại biện vui mừng, vâng lời dạy, làm lễ mà lui ra. Các vua Diêm La khen ngợi. Diêm La Vương cùng Quỷ Vương Văn Tập. Lúc đó trong dãy núi Thiết Vi có vua Lược Đại Quỷ Vương cùng với vua Diêm La đồng lên cung trời Đao Lợi, lại đến chỗ của Đức Phật. Các vị Quỷ Vương đó tên là Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương, Đại Tránh Quỷ Vương, Bạch Thủ Quỷ Vương, Huyết Khổ Quỷ Vương, Xích Thủ Quỷ Vương, Tá Hương Quỷ Vương, Phi Thân Quỷ Vương, Điển Quang Quỷ Vương, Lan Nha Quỷ Vương, Đạm Thú Quỷ Vương, Phụ Thạch Quỷ Vương, Chủ Hao Quỷ Vương, Chủ Họ Quỷ Vương, Chủ Phước Quỷ Vương, Chủ Thực Quỷ Vương, Chủ Tài Quỷ Vương, Chủ Sức Quỷ Vương, Chủ Cầm Quỷ Vương, Chủ Thú Quỷ Vương, Chủ Miệng Quỷ Vương, Chủ Xã Quỷ Vương, Chủ Mạng Quỷ Vương, Chủ Tập Quỷ Vương, Chủ Hiển Quỷ Vương, Tam Mục Quỷ Vương, Tứ Mục Quỷ Vương, Ngũ Mục Quỷ Vương, Kỳ Lợi Quỷ Vương, Đại Kỳ Lợi Thất Quỷ Vương, Kỳ Lợi So Quỷ Vương, Đại Kỳ Lợi So Quỷ Vương, Anacha Vương, Đại Anacha Vương. Những vị đại quỷ vương như thế, mỗi vị cùng với 500.000 tiểu quỷ vương, cả tháng ở trong cõi Diêm Phù Đề đều có chức trách, đều có thần chủ vị. Các vị quỷ vương đó cùng với vua Diêm La nương sức oai thần của Đức Phật và oai lực của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đồng lên đến cung trời Lao Lợi, đứng quân về một phía. Vua Diêm La bạch Phật. Bây giờ vua Diêm La quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con vì các vị quỷ vương nương sức oai thần của Đức Phật và oai lực của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mới được lên tới đại hội nơi cung trời Lao Lợi này, mà cũng là vì chúng con đặng phước lành như vậy, nay chúng con có chút việc nghi ngờ, dám bạch hỏi Bạch Đức Thế Tôn, của xin Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con mà chỉ dạy cho. Đức Phật bảo vua Diêm La rằng: Cho phép ông hỏi, ta vì ông mà dạy rõ. Bấy giờ vua Diêm La chiêm ngưỡng đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngó ngoái lại Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong 6 đường dùng trăm nghìn phương trước để cứu khổ những chúng sanh mắc phải tội khổ, Ngài không từng mệt mỏi. Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đây có những vị thần thông không thể nghĩ bàn. Nhưng sao hạt chúng sanh vừa đặng thoát khỏi tội báo, không bao lâu lại phải đọa vào ác đạo nữa. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã có thần lực chẳng thể nghĩ bàn như thế, nhưng cớ vì sao hạt chúng sanh chẳng chịu nương về đường lành để được giải thoát mãi mãi? Cứ xin Đức Thế Tôn dạy rõ việc đó cho chúng con. Phật giả sở nhân. Đức Phật bảo vua Diêm La rằng: Chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, tánh tình cứng cỏi, khó dạy khó sửa. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây trong trăm nghìn kiếp đã từng cứu vớt rất nhiều chúng sanh đó, làm cho sớm khó được giải thoát. Những người bị tội báo cho đến bị đọa vào đường ác lớn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng nhiều phương tiện để giáo hóa, nhổ sạch cội nguồn gốc nghiệp mà làm cho chúng sanh nhớ biết những công việc ở đời trước. Tại vì chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề kết nghiệp dữ, phạm tội nặng nên vừa ra khỏi ác đạo rồi lại trở vào lại làm nhập Ngài Địa Tạng Bồ Tát, trải qua trăm nghìn nhiều kiếp lo lắng để cứu độ chúng nó. Ví như có người quay mắt nhà mình đi lạc vào con đường hiểm, trong con đường hiểm đó có rất nhiều thứ như quỷ dữ, dạ xoa, hùm sói, sư tử, rắn độc, bọ cạp. Người quay đường đó ở trong đường hiểm chừng giây lát sẽ bị hại. Có một vị tri thức hiểu nhiều pháp thuật lạ, có thể trừ sự độc hại đó, làm cho đến có thể trừ được quỷ dạ xoa, các loại rắn độc. Chợt gặp người quay lạc đường kia đang muốn đi thẳng vào con đường hiểm nạn, bèn vội bảo rằng: Ô hay, này ông kia, có duyên sự gì mà vào con đường hiểm nạn này? Ông có pháp thuật gì là có thể ngăn trừ các sự độc hại chăng? Người lạc đường đó bỗng nghe lời hỏi thêm, nói rõ đây là con đường hiểm nạn, bèn lui ra trở lại, và muốn ra khỏi con đường hiểm nạn đó. Vị thị trí thức ấy nắm tay dìu dắt dẫn người lạc lối ra khỏi đường hiểm nạn, khỏi sự độc ác, cho đến khi ra được con đường tốt, làm cho được an ổn, rồi bảo rằng: Này người lạc đường, từ nay về sau chớ có đi vào con đường hiểm nạn đó nữa. Ai mà vào con đường hiểm nạn đó, ắt khó ra khỏi đặng, và còn bị tổn đến tánh mạng. Người lạc đường đó cũng sanh lòng cảm trọng. Lúc từ biệt nhau, vị tri thức lại dặn thêm: Nếu ông có gặp người quen, người thân cùng những người đi đường, hoặc trai hoặc gái, thì ông bảo cho họ biết con đường đó rất nhiều sự độc hại, vào đó ắt phải tổn tới tính mạng, chứ để cho những người ấy tự vào chỗ chết. Vì thế nên Ngài Địa Tạng Bồ Tát
đủ đức từ bi lớn, cứu vớt chúng sanh mắc tội khổ, muốn cho chúng nó sanh lên cõi trời cõi người để hưởng lấy sự vui sướng tốt đẹp. Những chúng sanh tội khổ đó rõ biết sự khốn khổ trong con đường ác nghiệp, khi đã ra được khỏi chẳng còn trở vào nữa. Như người quen đường kia lạc vào đường hiểm, gặp vị thiện trí thức dẫn dắt ra khỏi, không bao giờ quay lại con đường đó, không bao giờ còn lạc vào con đường đó nữa. Gặp gỡ người khác lại bảo chớ vào đường ấy, tự nói rằng mình là người quen đường nên đi lạc vào đó, nay đã thoát khỏi rồi, trọng hẳn không còn trở vào con đường đó nữa. Nếu còn đi vào con đường ấy nữa, thời còn mê lầm không biết đó là con đường hiểm nạn mà mình đã từng xa lạc vào, hoặc đến nỗi phải mất mạng. Như chúng sanh bị đọa vào chỗ ác đạo, Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện cứu vớt được thoát khỏi, sinh vào cõi trời, rồi cũng vẫn trở vào con đường ác. Nếu chúng sanh đó cái nghiệp quá nặng, thời ở mãi trong chốn địa ngục không lúc nào thoát khỏi. Quỷ vương bày thiện nguyện. Bấy giờ, ác độc quỷ vương chắp tay cung kính, bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con là hàng quỷ vương số đông vô lượng, ở trong cõi Diêm Phù Đề, hoặc có vị làm lợi ích cho người, hoặc có vị làm tổn hại của làm người, mỗi mỗi đều đồng nhau. Nhưng vì nghiệp báo khiến quý thục của chúng con đi qua thế giới ác nhiều lành ít, đi qua sang người, hoặc thành ấp xóm làng trại vườn buồn nhà, trong đó có những người trai kẻ gái nào tu được chút phước lành chẳng bằng một sợi lông sợi tóc, cho đến treo lá phan, một bảo cái, một chút hương, chút hoa cúng dường tượng Phật, cúng dường Bồ Tát, hoặc học đọc tụng tôn kinh, đốt hương cúng dường bài kệ câu kinh, hàng quỷ vương chúng con cung kính làm lễ người đó như kính lễ các đức Phật thủ quá khứ, đương hiện tại cùng với vị lai. Chúng con truyền các hàng tiểu quỷ có oai lực lớn và kẻ có phần chức trách về cuộc đất đai đó đều phải hỗ trợ giữ gìn, chẳng cho việc chữ cùng sự tai nạn bất kỳ, những tật hiểm nghèo thình lình, cho đến những việc không còn vừa ý đến chỗ của nhà người đó, huống nữa là để vào cửa. Đức Phật khen quỷ vương rằng: Hay thay, tốt thay, các ông cùng với vua Diêm La có thể ủng hộ cả thiện nam người thiện nữ như thế, ta cũng truyền cho các vị tới chợ Phạm Vương để thích thụ về các ông. Chủ mạng trần thưa, khi Đức Phật nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị quỷ vương tên là Chủ Mạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bổn nghiệp duyên của con là cai quản về tuổi thọ của người trong cõi Diêm Phù Đề, khi sanh khi tử con đều có biết đó. Tiếp theo nơi bổn nguyện của con, thời có lợi ích rất lớn cho mọi người, nhưng tại vì chúng sanh không hiểu ý của con nên đến nỗi khi sanh khi tử đều không được an ổn. Tại làm sao thế? Khi sanh nở nên làm lành kiên ác. Người trong cõi Diêm Phù Đề lúc mới sanh, không luận là con trai hay con gái, khi sắp sanh chỉ nên làm việc phước lành thêm sự lợi ích cho nhà cửa. Thời thổ địa vui mừng không xiết, ủng hộ cho cả mẹ lẫn con đều được đặng nhiều sự ăn vui, hàng thân quyến cũng được phúc lợi. Hoặc khi đã sinh hạ rồi nên cẩn thận chứ có giết hại sinh vật, để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sẵn mẫu ăn, cùng nhóm họp cả quyến thuộc lại để uống rượu ăn thịt ca xa ăn đờn hát sáo. Làm những việc chay như đó có thể làm cho người mẹ đứa con chẳng nặng ăn vui. Vì sao thế? Vì lúc sanh xả nguy hiểm đó, có vô số loài quỷ cùng ma quái tinh mị muốn ăn huyết tanh. Nhờ có con sớm đã sai các vị thần linh sát trạch thổ địa bảo hộ mẹ con người ấy, làm cho được ăn vui mà đạo nhiều phước lợi ích. Người ấy thấy mình được ăn ổn, thời đáng lẽ nên làm phước lành để đền đáp công ơn của thổ địa, mà trái lại giết hại loài sinh vật, hội họp thân quyến, vì lẽ này đã phạm tội lỗi, tất phải tự thọ lấy tai vạ, mẹ con đều tổn. Lúc chết nên tu thuốc. Lại người trong cõi Diêm Phù Đề, đến lúc mạng chung, không luận là người làm hay cây dữ, con cũng đều muốn làm cho họ không bị đọa vào trong ác đạo. Cũng chỉ nữa là lúc sanh tiền biết tu tạo cổ phước lành, giúp thêm oai lực cho con. Trong cõi Diêm Phù Đề, những người làm lành đến lúc mạng chung cũng có trăm nghìn quỷ thần ác đạo, hoặc biến ra hình cha mẹ, nhận đến. Có làm người thân quý nhận chắc thần hồn người chết, làm cho đọa lạc vào chốn ác đạo. Huống chi là những kẻ lúc sanh tiền đã sẵn tạo nghiệp ác. Bạch Đức Thế Tôn, những kẻ nam tử nữ nhân ở cõi
Bạch Đức Thế Tôn, những cái nam tử nữ nhân ở cõi Diêm Phù Đề lúc lâm chung thời thần thức hôn mê không định được lẽ lành điều dữ, cho đến mắt cùng tai không còn nghe thấy gì hết, hàng thân quyến của người lâm chung đó nên phải sắm sửa làm sự cúng dường lớn, tụng đọc tôn kinh niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát, tu tạo nhiều nhân duyên phước lành như thế có thể cho người chết thoát khỏi chốn ác đạo, các thứ ma quỷ ác thần thấy đều phải lui ra cả hết. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh lúc lâm chung nếu đặt nghe danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, hoặc nghe một câu, hoặc nghe một câu kệ kinh điển đại thừa, con xem xét hạng người ấy, trừ năm tội vô gián cùng tội sát hại, những nghiệp ác nho nhỏ đáng lẽ phải sa đọa vào chỗ ác đạo đều đặng thoát hết cả. Đức Phật căn dặn, Đức Phật bảo chủ mạng quỷ vương rằng, ông vì có lòng đại từ bi nên có thể phát ra lời thệ nguyện lớn trong sanh tử cứu khổ chúng sanh như thế. Như về trong đời sau này, có kẻ nam người nữ nào đến lúc mạng chung ông chú quên lãng lời nguyện chân đó, để nên làm cho thoát khỏi mãi mãi được an vui. Chủ mạng quỷ vương bạch cùng Đức Phật rằng, xin Đức Thế Tôn chớ lo, trọn đời của con luôn ủng hộ chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề, lúc sanh lúc tử đều làm cho được ăn vui cả. Chỉ trong mong các chúng sanh trong lúc sanh cùng tử tin theo lời của con đã nói trên, thời đều giải thoát đặng lợi ích. Đức Phật thọ ký cho chủ mạng. Bấy giờ Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, vị đại vương cai quản về tuổi thọ của con người đây đã từng trải qua trăm nghìn đời làm vị vương ủng hộ cho chúng sanh lúc sanh cùng lúc tử. Đó là Bồ Tát Đại Sĩ, vì lòng từ bi phát nguyện hiện thân làm đại quỷ, chứ thiệt không phải là quỷ. Quá 170 kiếp sau, ông đó sẽ được thành Phật hiệu là Vô Tướng Như Lai. Kiếp đó tên là An Lạc, cõi nước tên là Tịnh Trụ. Thọ mạng của Đức Phật đó đến số kiếp không thể tính đếm được. Này Địa Tạng Bồ Tát, những sự của vị đại quỷ vương đó không thể nghĩ bằng như thế. Hàng trời cùng người được quỷ ấy độ thoát cũng đến số không thể hạn lượng. Xưng danh hiệu chư Phật. Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nay con vì chúng sanh trong đời sau một số bài sự lợi ích mạnh cho chúng sanh, làm cho trong vòng sanh tử đặng nhiều lợi ích lớn, cuối xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, nay ông muốn khơi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường mà chỉ nói sự chẳng thể nghĩ bàn, bây giờ tính là đến lúc, vậy ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có thể sớm lập xong nguyện đó, ta giàu có vào niết bàn cũng không còn gì phải lo, vậy ta cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sinh ở hiện tại và vị lai nữa. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô kiếp về tuổi quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sinh lập cung kính niệm đặt siêu việt tội nạn sinh tử trong 40 kiếp, huống là vẻ đắp hình tượng cúng dường 8 tháng, người này được vô lượng vô biên phước lợi, lại hằng hà sa kiếp về tuổi quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Bửu Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây, phát tâm quy y với Phật trong khoảng khải móng tay, người này trọn hẳn không còn thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh giác. Lại về thủ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thoát qua lỗ tai, người đó sẽ được 1000 lần sanh lên 6 tầng trời cõi dục, huống nữa là trí tâm xưng niệm. Lại bắt khả thuyết của số kiếp về thực quá khứ của Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Thống Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà phát tâm quy y chừng trong một điểm, người này sẽ đặng gặp vô lượng các Đức Phật so đảnh bảo ký cho. Lại về quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, trí tâm chiêm ngưỡng để bài học là 8 tháng, người này nơi pháp hội của 1000 Đức Phật trong hiền kiếp làm vị đại phật vương, đặng Phật thọ ký đạo vô thượng cho. Lại về thời quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây, thử mãi không còn sa đọa vào chốn ác đạo, thường được sinh vào chốn trời người, hưởng lấy sự vô thượng thắng vi diệu. Lại vô lượng vô số hằng hà sa kiếp về thời quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đa Bửu Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, liền khỏi đọa vào ác đạo, thường ở tại cung trời hưởng sự vô thượng thắng vi diệu.
lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu Vũ Tướng Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây xin lòng cung kính, không bao lâu người ấy sẽ đạt quả A La Hán. Lại vô lượng vô kiếp về thể quá khứ có Đức Phật ra đời là Kassacà Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thì người ấy sẽ siêu thoát độ sinh tử trong 100 đại kiếp. Lại về thời quá khứ có Đức Phật ra đời là Đại Thông Sơn Vương Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật thời người này đặng gặp hằng hà chư Phật nói nhiều pháp màu đặt thành quả đạo Bồ Đề. Lại về thuộc quá khứ có Đức Phật Đức Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Trí Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Trí Thành Tự Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Tinh Phật, Đức Mãn Nguyện Phật, Đức Nguyện Diệu Phật. Có bất khả thuyết Đức Phật như thế tôn, có bất khả thuyết Đức Phật Thế Tôn như thế. Tất cả chúng sanh trong thời hiện tại cũng thổ vị lai, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc là nam, hoặc là nữ, ý niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức, hơn nữa là niệm được nhiều danh hiệu. Những chúng sanh đó lúc sanh lúc tử đặng nhiều phước lợi, không còn phải đọa vào các đường ác đạo nữa. Như có người nào sắp mặt chung hàng thân quý trong nhà nhận đến một người vì người bệnh sắp chết đó mà niệm lớn danh hiệu của một vị Đức Phật, thời người chết đó trừ năm tội lớn vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả. Năm tội lớn vô gián kia giàu rất nặng nề, nó phải trải qua ức kiếp hàng không thể khỏi đặng bất khổ. Nhưng bởi lúc lâm chung nhờ người khác mà xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội nặng đó cũng lần lượt tiêu sạch. Cũng là chúng sanh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người này đặng vô lượng phước lành trừ quyển trung hết. Bụng hạnh địa tạng thệ nguyện rộng sâu, gậy vàng châu sáng độ chúng sanh, địa ngục khổ không ngần, tinh tấn kiền thành, khỏi mắt khổ trầm luân. Nam mô thường trụ thập phương pháp, nam mô thường trụ thập phương pháp, nam mô thường trụ thập phương pháp, nam mô đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Sammo di soha.